Đồ xưa mê công và shop chí công xin thân ái mến chào cô chú chị và các bạn gần xa trên mọi miền đất nước. Hôm nay thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình ha, một số đồ gốm và đồ đồng và đồ gỗ xưa cũ. Giao lưu và báo giá cho cô chú anh chị mình qua số điện thoại em là 0345 238 512. Thì em rất chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình ha và các bạn rất nhiều đã ủng hộ em những clip vừa rồi. Còn em ở đây là đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức 5, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nếu mà cô chú anh chị mình có đi tới cửa hàng bên em ha, vừa tới đèn bốn ngọn hướng về Châu Đốc khoảng chừng 4 cây số thôi, cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em. Còn đây là tác phẩm đầu tiên cô chú anh chị. Đây là 1D ha. 1D thì em có một bộ bàn. Bộ này thì gồm có 6 cái đôn cô chú anh chị và một cái bàn ha, gồm có 7 món. Thì em đo đại diện một cái cho cô chú anh chị mình ha. Chiều cao của đôn em đo như vậy là 50, còn mặt đôn là 30 cô chú anh chị. Đây gốm này thì gốm Biên Hòa cô chú anh chị, Biên Hòa ha. Đó. Đây. Còn mặt trên đây cô chú chị, mặt trên thì có cái đồng tiền ha. Còn mặt đôn thì gồm có ba cái đầu voi cô chú chị, đó ba đầu voi thì nằm ba cạnh ha. Gồm được sáu cái đôn thì đều giống nhau cô chú chị. Còn đây là cái bàn ha, đó. Cái bàn thì bên em thì trưng bày nên em để trên cái xe của chú anh chị đặng cho di chuyển ra vô cho nó dễ á. Đây chiều cao của bàn em đo như gì là 70, còn mặt bàn á là mặt bàn là 79 của chú anh chị. Còn mặt trên đây của chú anh chị, mặt trên đó thì ở đây thì nó có một cái bàn cờ của chú anh chị. Khi thời gian rảnh rỗi á, cô chú anh chị mình ngồi đấu trí với nhau ha. Đó. Cái gốm này nó cũng đã lên men gạn hết rồi nè cô chú anh. Đó cô chú anh chị mình xem ha. Còn ở phía dưới thì ba đầu voi nó cũng nằm ba cạnh luôn cô chú anh chị. Những đây men gạn nó đã lên hết trơn rồi cô chú anh chị. Đó. Men gạn thì nó đã lên rồi. Nên cái bộ bàn này thì mình để ở nhà mát của chú chị nên nó rất là đẹp luôn á. Này nó dính liền nhau ha. Cái mặt bàn thì nó dính liền với cái chân luôn của chú chị. Mặt bàn liền ha. Đó. Thì bộ bàn này thì gồm có 6 cái đôn và một cái bàn của chú chị. Em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 30 triệu ha. Bộ bàn này thì rất là đẹp luôn quý vị, cô chú anh chị nào có tham khảo thì hãy kết bạn Zalo bên em ha. Em mời cô chú anh chị mình vào phía bên đây ha. Đây là 2D thì em có một cái tủ thờ này chú quý vị. Chất liệu thì gỗ gõ ha, còn ốc này thì ốc Singapore cô chú anh chị. Đây để em đo chiều cao cho cô chú anh chị mình xem ha. Chiều cao em đo như vậy là 157. Còn chiều ngang của tủ là 138. Đây còn chiều vô em đo như vậy là 60 cô chú anh chị. Cái tủ thờ này thì chất liệu thì gỗ gõ, còn ốc này thì ốc Singapore vàng chanh xanh lục, ốc rất là đẹp luôn cô chú anh chị, ốc rất là chuẩn luôn ha. Đó ở phía trên đây, ở phía trên đây thì người ta cắn những lá trầu của chú anh chị. Đó, còn ở đây thì cắn mai quá rồng và cuối cùng ở bên đó là cây tử thọ của chú anh chị. Tủ này thì cũng 13 chấm của chú chị, 13 chấm ha. Chấm nào như chấm nấy của chú chị, ốc rất là đẹp luôn. Con tích này thì nhự thập tứ hiếu của chú chị, tượng trưng cho 24 hiếu ha. Tưởng nhớ tới công ơn bà và cha mẹ mình. Đó, cái tích rất là hay luôn của chú chị, rất là có ý nghĩa luôn. Đó, em vô cái mặt đại hội cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó. Cái mỹ thuật cái tủ này thì nó rất là cao luôn của chú chị. Tay nghề thì những người thợ rất là cao mới làm được những cái tủ như thế này của chú chị. Những cái góc thì cô chú chị mình xem những qua lá tây ha, cẳng những qua lá tây theo những cái góc ha. Đây là chấm dài chấm bên trái của chú chị. Cô chú anh chị nào có tham khảo thì xin liên hệ qua số điện thoại của em ha, 0345 238 512. Thì cái tủ thờ này thì em giao luôn.
À, em quay ở bên hông cho cô chú anh chị mình xem ha. Em quên quay bên hông cô chú chị. Đó. Ở bên đây thì có ổ khóa thì khi giao lưu với cô chú chị mình em sẽ làm lại ha. Ổ khóa em chưa có làm lại với cô chú chị. Đây giờ ở trong ha. Ở trong đây. Em mở phía bên đây luôn cô chú anh chị mình xem đó. Ở phía trên luôn cô chú anh chị. Rất là liền luôn, không hề lỗi lầm luôn cô chú anh chị. À, chất liệu đều gỗ gõ hết đó. Đây còn ở phía sau đây cô chú anh chị, mặt sau ha, mặt sau của tủ. Đó, mặt sau thì cô chú anh chị mình xem ha, rất là liền luôn. Còn mặt trên nữa cô chú anh chị đó. Mặt trên cũng vậy luôn cô chú anh chị. À, cái tủ thờ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 90 triệu ha. Cô chú anh chị nào có tham khảo thì hãy kết bạn Zalo bên em ha. À, em mời cô chú anh chị mình vào phía bên trong ha. Còn đây là 3D cô chú anh chị. À, 3D thì em có Tam Thế Phật nè. Cô chú anh chị mình xem ha. Ba vị Phật. Cô chú anh chị nào hữu duyên quan hỷ ha. À, chiều cao em đo như vậy là 82. Còn chiều ngang cho cô chú anh chị mình luôn ha. À, chiều ngang là 40 cô chú anh chị. À, 40 vuông. À, cái đế tại vì cái đế đế bắt giác cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào hữu duyên ha cô chú anh chị. Thì đồng này cũng là tầm 20-30 năm đảo về thôi. À. Đây, em... à, cô chú anh chị nào có tham khảo thì xin liên hệ qua số điện thoại của em ha. À, 0345 238 512. À, bằng đồng hết đi cô chú chị. Đồng này tầm 20 năm đảo về thôi. Đây em cô chú chị mình xem ở phía dưới luôn ha. Phía dưới đây cô chú chị rất là nặng luôn. À, Tam Thế Phật này thì em đã có căn rồi cô chú chị. À, căn nặng là 89 kg ha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 50 triệu ha. À, ba tượng luôn cô chú chị. À, ba tượng thì em có căn rồi. À, ba tượng thì em căn đó là 89 kg cô chú chị. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 50 triệu ha. À, em mời cô chú anh chị mình vào phía bên trong ha. À, đây là 4D. À, 4D thì em có một cái lông sàn. À, chất liệu thì gỗ gõ cô chú anh chị. Còn ốc này thì ốc Singapore ha. Còn mặt trên thì mặt đá tàu cô chú anh chị. Đây để em đo chiều cao cho cô chú anh chị mình xem ha. À, chiều cao em đo gì là 243. Còn em đo chiều vô cho cô chú anh chị mình luôn. Đây. Chiều vô em đo như vậy là 218. Ở chiều ngang cô chú anh chị. Chiều ngang ha, còn chiều vô thì em đo gì là 170. À, còn chiều cao á là 53. Còn từ cái mặt lông sàn xuống cái dìm này á là 35 cô chú chị. À, còn cái chân ha, cái chân em đo như gì là 16 cô chú chị. Còn những cái đố như thế này thì 5,5 phân cô chú chị. À, còn cái dìm á là 3 phân. À, còn cái thành á là 4 phân cô chú chị. Cái thành thì 4 phân ha. Đó cô chú anh chị mình xem ha. À, chất liệu thì gỗ gõ cô chú anh chị. Ở trên đây, ở phía trên thì cô chú anh chị mình xem. Ở đây thì được chạm những bông mai nè và những cái chúc tượng trưng cho thanh mai trúc mã đó cô chú anh chị. Đó, được đều chạm xong rồi cẩn luôn. Còn ở bên đây thì có một cặp chim này cô chú anh chị. Ở bên đây một con chim, bên kia vẫn một cặp chim nữa, đó là cặp chim phu thê. Còn ở đây thì ba chữ cô chú anh chị, phước lộc thọ ha, có phước và có lộc và có thọ luôn. Đó, cô chú anh chị mình xem ha, rất là dày dặn luôn. Cái dìm này thì nó dày tới 3 phân nè cô chú anh chị. Cái dìm dày 3 phân ha. Đó, đây là cái lông sàn. Rất là liền luôn, rất là đẹp cô chú anh chị.
À, còn đây là xung quanh thành ha. Đó. Ở đây là ở phía trong của chú chị cũng được điều chạm luôn. Ở đây là chạm những con nai của chú chị và những cây tùng ha. Đó, ở đó thì chạm những cây trúc của chú chị. Ở đây là xung quanh thành ở phía trong. Thì cái lông sàn này thì được cẳng ở trước mặt và hai bên hông, còn ở phía sau ha, phía dựa vô tường là không có cẳng thôi cô chú anh chị. Rất là dày dặn luôn cô chú anh chị, rất là dày luôn. Đó, còn mặt đá đây, mặt đá ở phía trên. Đá này thì cũng gồm có 3 lá cô chú anh chị. Còn ở phía trước đó cô chú chị, ở phía trước ha, đó gồm cái gì thêm, gồm có 3 lá luôn. Ở đây là những cái chân, đó, đầu lăng chân cá hết cô chú chị. Cái chân thì nó rất là lớn luôn. Còn cái dìm trước cũng là được điều chạm xong rồi cẳng luôn cô chú chị. Còn ở ở trên cái mùng đây, cô chú chị mình xem ở trên cái mùng ha, đó. Ở trên cái mùng thì ở trên chụp xuống cô chú chị. Ở phía trên thì cũng có gắn bi luôn ha. À, xung quanh thành thì được điều chạm hết nè. À, chạm xong cũng cẳng luôn. Đó, rất là liền luôn. À, còn đây là ở bên hông cô chú chị. Đó, bên hông cũng được đều cẳng luôn ha. Rất là dày dặn cô chú chị, rất là dày luôn, cái chân thì nó rất là lớn luôn. Đó. À, ở phía sau của chú chị, ở phía sau phía giữa vô tường là không có cẳng thôi, còn toàn ba mặt nó đều cẳng hết của chú chị. À, thì cái lông sàn này thì được gã gáp bằng mộng của chú chị. À, khi giao lưu chú cô chú anh chị mình ha, thì em sẽ đi theo gã gáp tặng nhà cho cô chú chị mình luôn. À, thì cái lông sàn này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 90 triệu ha. À, em mời cô chú anh chị mình qua phía bên đây ha. À, còn đây là 5D. À, 5D thì em có một cái quỳ này cô chú anh chị. Hey, chiều cao của quỳ em đo như vậy là 63. À, còn chiều ngang của quỳ đi ha. Chiều ngang em đo gì là 160. Em đo chiều dài luôn. Đây, chiều dài thì em đo phủ bì của chú chị là 270. Còn chiều dày, chiều dày là 8 phân của chú chị. À, dày mặt mặt quỳ này 8 phân ha. Còn từ cái mặt quỳ xuống dưới cái dìm này là 38. Còn cái chân là 20. Cái chân rất là lớn luôn của chú chị. Cái quỳ này thì quỳ xưa, gỗ thì gỗ sơn quyết của chú chị. Cái gỗ này là rất là hiếm của chú chị. Đó, mặt quỳ thì rất là liền luôn, rất là dày dặn, dày tới 8 phân rồi cô chú chị. Mặt quỳ, cái quỳ này thì được chạm là chạm 4 mặt cô chú chị. À, cô chú anh chị mình ha, về để hướng nào cũng được. Đó, được điều chạm hết, chạm thì chạm 4 mặt ha. Đó, cô chú chị mình xem cái chân thì nó rất là lớn luôn cô chú chị. À, chân nó tới 20, cái chân này rất là lớn luôn. À, chân đầu lăng rất là đẹp. À, chạm thì cô chú chị mình xem chạm thì những cái bông hồng ha. Cái quỳ thì được điều chạm lên thì chạm 4 mặt luôn cô chú chị, 4 mặt đều như nhau ha.
Cô chú anh chị nào có tham khảo hay là có nhà ý thì hãy kết bạn Zalo bên em ha. Số điện thoại em để trên màn hình của chú anh chị. Số điện thoại em là 0345 238 512. Cái mặt thì chạm thì bốn mặt đều giống nhau của chú anh chị. Mặt nào như mặt nấy của chú anh chị. Thì quỳ này thì gỗ là gỗ sơn quyết. Em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 110 triệu ha. Còn đây là 6D. 6D thì em có một cặp liễn nè. Đây là liễn, cái này là liễn liễn xưa luôn cô chú anh chị. Gỗ thì gỗ chắc ha, còn ốc này thì ốc xưa luôn, nó đã lên cái màu vàng chanh rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đây, chiều cao của liễn em đo như vậy là 263. Đây, còn chiều ngang của liễn là 26. Còn chiều dày là 2,5 cô chú anh chị. Chiều dày liễn của liễn thì 2,5 ha. Liễn này là liễn xưa luôn cô chú anh chị. Gỗ thì gỗ chắc ha. Ốc thì cô chú anh chị mình xem ốc rất là đẹp luôn. Ở cái màu ốc thì cô chú anh chị mình khỏi chê. Cô chú anh chị mình về xem hàng, đúng hàng, đúng chất lượng, đúng như lời em nói thì cô chú anh chị mình cứ nhận ha. Nếu mà không đúng thì cô chú anh chị mình cứ gửi lại bên em. Đây là gỗ chắc luôn cô chú anh chị, gỗ chắc xưa luôn ha. Còn ốc thì nó đã lên cái màu vàng chanh ha. Đây còn ở mặt sau đây cô chú anh chị. Liễn thì nó rất là thẳng luôn chú anh chị. Tuy tuổi đời nó rất là cao nhưng mặt liễn thì nó rất là thẳng luôn. Thì cặp liễn này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 55 triệu ha. Em mời cô chú anh chị mình qua phía bên đây ha. Còn đây là 6D. 6D thì em có một cái tủ trưng bày. Chắc liệu là gỗ này là gỗ hương cô chú anh chị. Gỗ hương ha. Gỗ hương xưa luôn. Đây, chiều cao của tủ em đo như vậy là 205. Còn chiều ngang của tủ đi ha. Chiều ngang thì em đo hũ bì là 123 cô chú anh chị. 123 ha. Đây. Còn chiều vô là 50. Chiều vô thì 50 cô chú anh chị. Nó ở phía trên đây thì được điều chạm hết nè cô chú anh chị. Chạm những bông hoa và những con chim ha. Chất liệu thì gỗ hương cô chú anh chị, gỗ hương xưa luôn. Cái tủ này thì em mới sưu tầm về thôi. Ở đây xung quanh kiến thì cô chú anh chị mình xem ha, người ta chạm những qua lá tây ha. Đó. Đây ở phía trong này cô chú anh chị. Ở phía trong thì ta ốp cái mặt kiến của chú anh chị. Đó còn phía trên đây. Cái tủ này gồm có hai cái ngăn của chú chị, hai cái ngăn mình có thể để đồ ha. Bên em thì trưng bày những cái bộ tách trà để giao lưu với cô chú anh chị mình đó. Còn ở bên hông đây cô chú anh chị, ở bên hông đây ha, rất là liền luôn. Tuy tuổi đời nó rất là cao nhưng mà rất là liền luôn. Đó, có mặt sau đó cô chú chị, mặt sau ha. Cô chú anh chị nào có tham khảo hay là có nhà ý thì hãy kết bạn Zalo bên em ha. Số điện thoại em để trên màn hình của chú chị. Thì cái tủ trưng bày này thì chất liệu là gỗ hương của chú chị, gỗ hương xưa ha. Thì cái tủ trưng bày này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 30 triệu ha. Còn đây là 8D. 8D thì em có một cái chân hương này cô chú chị. Chân hương này thì chân hương xưa ha.
À, chiều cao em đo như vậy là 24, à, còn cái miệng đây là 18 của chú chị. Còn à, chiều ngang chỗ hai tay mây này ha là 37 của chú chị. Đó, còn ở phía trong đây. Ở đây em xây một vòng cho cô chú chị mình xem ha. Thì cái chân hương này thì em giao lưu với cân nặng của chú chị, cân nặng đó là 5,2 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 5 triệu ha. À, còn đây là 9D thì em có một cái bình bông này cô chú chị, bình bông vỏ đạn ha. À, chiều cao của bình em đo như vậy là 28, còn quanh miệng là 16 cô chú chị. À, quanh bụng em đo chỗ nhỏ đi đây. À, chỗ nhỏ em đo gì là 18 cô chú chị. Đây là bình bông vỏ đạn xưa luôn ha. Đó, đây em xây một vòng cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, đây giờ ở phía dưới đây, ở phía dưới thì cũng vẫn còn cái ti này cô chú anh chị. À, thì cái bình bông vỏ đạn này thì cân nặng đó là 2,3 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu ha. À, còn đây là 10D, à, 10D thì em có một cái bình bông vỏ đạn nữa cô chú anh chị. Bên em thì nó rất là nhiều bình bông vỏ đạn như thế này, nhiều kiểu mẫu khác nhau đó cô chú anh chị. À, chiều cao em đo như gì là 32, còn quanh miệng đó là 13, còn quanh bụng em đo như gì là 35. Miệng ở phía trên nữa cô chú chị. Đây giờ phía dưới đây. Đó, cũng vẫn còn cái ti luôn cô chú chị. À, thì cái bình bông vỏ đạn này thì cân nặng là 2,3 kg, giao lưu với cô chú chị mình là 3 triệu ha. À, còn đây là 11D, 11D thì em có một cái bộ lư của chú chị. Bộ lư này thì tầm cỡ 20 năm đảo về thôi. Đó. À, chiều cao của lư thì em đo như gì là 65. À, còn chiều ngang là 45 của chú chị. Chiều ngang thì 45 ha. Đó. Thì cũng cận Tết rồi cô chú chị, chỉ còn cỡ 2 tháng nữa thôi thì đã Tết cận kề rồi. Thì em giao lưu với cô chú anh chị mình ha, những bộ lưu như thế này để có thể mình thờ cúng trong gia đình, cho ngôi nhà mình nó được khang trang giảm cúng hơn cô chú anh chị. À, em xây một vòng cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó. À, chiều cao chân đèn thì em đo như gì là 50, à, còn cái mâm là 25 cô chú anh chị, cái mâm thì 25 ha. Ở phía trên thì có dính một chút xíu đèn cày của chú gì. Ở hai chân đèn đều như nhau của chú chị, em đo đại diện một cái cho cô chú anh chị mình thôi ha. À, bộ lư này thì cân nặng là 12 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 8 triệu ha. Còn đây là 12D, à, 12D thì em có một cái bộ lư xưa nữa nè cô chú anh chị. Đó. À, chiều cao của lư em đo như vậy là 60, còn em đo cái quanh bụng cho cô chú anh chị mình đi ha. Đây. Vì quanh bụng em đo như vậy là 95 cô chú anh chị. Đó, ở trên là con lăn cô chú anh chị, lăn cô chú anh chị mình xem ha, lăn xưa ha. Đó. Còn tấp này thì quân tôm tướng cá của chú anh chị, à, những con tôm ha và những con cá. Còn những cái lượng này là lượng sống của chú anh chị, lượng sống đó. Những bộ lư chế đào thì nó còn rất là nhiều của chú anh chị, còn những bộ lư như thế này rất là hiếm của chú anh chị, rất là hiếm luôn. Đây giờ phía trong của chú anh chị mà xem ha, đó rất là sạch sẽ luôn của chú anh chị. Cái này thì nó dính một chút xíu bụi đó. À, em đo chân đèn cho cô chú anh chị mình ha. Chiều cao chân đèn em đo như gì là 52, còn cái mâm là 28 cô chú anh chị. Bên em những mặt hàng đồ đồng thì em sẽ đánh nước đồng cho cô chú anh chị mình luôn ha.
Còn không thì cô chú anh chị mình để cặn Tết đánh ăn Tết luôn cô chú anh chị. Thì hai chân đèn đều như nhau, em đo đại diện một cái vô cô chú anh chị mình thôi ha. Bộ lư này thì cân nặng là 28 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 65 triệu ha. Còn đây là 13D. À, 13D thì em có một bộ bàn của cô chú anh chị. À, bộ bàn này bàn cẩm lai ha. Đó, cô chú anh chị mình xem. Bàn này bàn kỳ lân cô chú anh chị. À, chiều cao của bàn em đo như gì là 80. Còn chiều dài của bàn đó là 2m cô chú anh chị. Còn chiều vô em đo như gì là 1m. Còn từ mặt bàn xuống cái dèm này thì là 1 tấc cô chú anh chị. À, cẳng ốc này là ốc Singapore cô chú chị, ốc đỏ ha, ốc rất là đẹp luôn. Những cái góc thì cô chú chị mình xem, à, cẳng những dây nho ha. Đó đây thì cẳng những đám mây. Còn đó là con phụng cô chú chị, cẳng thì tích lông phụng ha, đó là con phụng luôn. Cái bàn này thì cẳng là ốc thì nó rất là đẹp, nhưng mà cái mỹ thuật thì nó rất là cao. Bên đây thì là con rồng của chú chị, tích thì long phụng ha. À, xung quanh đây thì cô chú chị mình xem cẳng những cái đồng tiền, nó làm một cái bề bao của chú chị. Đó, bề bao cho một cái mặt thì mặt gõ của chú chị, còn cái dìm thì dìm cẩm lai ha, chân thì chân cẩm lai luôn. Bàn này thì bàn kỳ lân. Ở xung quanh dìm đây cô chú anh chị. Cái dìm này thì được cẳng là cô chú anh chị mình xem, nó từng sợi nhỏ luôn, từng li ti luôn cô chú anh chị. Ốc thì ốc đỏ luôn ha. Còn cái dìm này thì người ta cẳng là tích nhị thập tứ hiếu, à, tượng trưng cho 24 hiếu, tượng nhớ tới công ơn bà và cha mẹ mình ha cô chú anh chị. Cách tích rất là hay luôn. Ở cái bàn kỳ lân. Ở dưới thì đều cẩm lai hết rồi cô chú anh chị. Cẩm lai cẳng thì cẳng bàn kỳ lân, những con kỳ lân thì cô chú anh chị mình xem ha. Đó, đừng đục có thì đây chiều dài của kỳ lân em đo như vậy là 50 cô chú chị, còn chiều ngang là 1 tấc ha. Em đo cái trụ này cho cô chú anh chị mình ở đây là 1 tấc luôn. Còn em đo trụ giữa nghe cô chú chị, trụ giữa trụ lớn ha là 25 đó. Còn cây đố ở phía dưới này là 1 tấc luôn. Còn chiều dài của nó là 5 phân. À, còn cái đố nhỏ này cô chú chị, cái đố nhỏ thì 7 phân ha. Còn đây là con phụng ở chân giữa này cô chú chị. Con phụng và 2 con rồng. Ở dưới thì một con rùa cô chú chị. À, mặt bàn thì gầy cô chú chị ơi. Mặt bàn gầy luôn ha. Đó. Rất là liền luôn, không hề lỗi lầm luôn cô chú chị. Đối diện giống anh. À, giống nhau hết. À, còn đây là cái ghế của chú chị. À, bộ bàn này thì gồm có 8 cái ghế như thế này, thì em đo đại diện một cái cho cô chú chị mình ha. Ghế thì ghế cẩm lai của chú chị, em đo tới đích ghế là 50. À, còn cái giữa sau nè, đó giữa sau là 94. Còn chiều vô em đo như vậy là 39. À, còn chiều ngang thì là 48. Còn chiều dày thì 3 phân cô chú anh chị, chiều dày 3 phân. Đó, cẳng thì cô chú anh chị mình xem, ốc là ốc đỏ hết cô chú anh chị. Ốc rất là đẹp luôn. Đó, 2 con rồng ở phía trên ha. Còn ở phía dưới này thì cẳng nho sóc. Những cái dây nho như thế này từng ly từng tí luôn cô chú anh chị, từng sợi nhỏ luôn. Đó, từng sợi nhỏ li ti luôn. Tay nghề rất là cao mới làm được như thế này cô chú anh chị. Đây, còn ở phía dưới đây. Ở phía dưới thì ở phía trên này thì cẳng những cái lá trầu nè và những cây sen ha. À, còn những cái chân này thì cô chú anh chị mình xem, cẳng thì nho sóc luôn đó. Đây giờ phía dưới đây đó cô chú anh chị. À, đây em quay ở mặt sau luôn cô chú anh chị mình ha.
ở Cẩm Lai hết của chú chị. Giống nhau ha, 8 cái giống nhau. Thì ở phía trên này của chú chị có cẳng một cái đồng tiền nè. Đó, đồng tiền và những cái chế bi đó, đi theo những cái dựa sau của cô chú chị, dựa sau của ghế đó. Nên nó rất là đẹp luôn ha. Đó, 8 cái thì đều như nhau cô chú chị, em đo đại diện một cái cho cô chú chị mình thôi ha. Đó. Thì bộ bàn này thì bàn kỳ lân của chú chị, cẳng ốc thì ốc đỏ ha. Còn cái dìm này, cái chân thì chân Cẩm Lai luôn, cái dìm thì dìm Cẩm Lai. Còn mặt trên thì mặt gõ của chú chị. Còn 8 cái ghế thì cô chú chị mình xem đều Cẩm Lai hết. Thì bộ bàn này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 710 triệu ha. Em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn. Cô chú anh chị nào có tham khảo hay là có nhà ý thì hãy kết bạn Zalo bên em ha, để em sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị mình thêm cho nó rõ hơn ha. Thì tác phẩm này cũng là cuối clip hôm nay. Đồ xưa mê công và shop chí công cũng chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình ha, đã xem hết clip. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.